Rồi, Thành Nguyên chào anh ha. Chào Thành Nguyên. Dạ. Rồi, anh gửi lời chào đến những khán giả vài điều anh Trước tiên anh chào Thành Nguyên, chúc gia đình chú Thành Nguyên dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Dạ. Gửi lời chào kính chúc tất cả cô bác trên cộng đồng mạng, rồi chúc sức khỏe và an lành. Cảm ơn anh. Rồi, ngày hôm nay anh đến từ đâu anh cho Thành Nguyên hay nào? Anh tên từ An Giang. An Giang à? Vậy hôm nay anh đi mình à? Hay là có ai đi cùng không? Anh đi một mình. Đi mình ha. Rồi An Giang mình đi về đây là lúc nào? Anh đi vào lúc 5 giờ. 5 giờ sáng. Với sự nghiêm túc của mình, với chặng đường cũng khá xa, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn nha. Rồi bây giờ anh cho Thành Nguyên hay về họ tên tuổi cũng như là công việc của anh nào. Anh tên là Nguyễn Thành Hải. Sinh trong giấy tờ thì sinh năm 72. Nhưng mà giấy tờ chính thức mà cha mẹ sanh á là sinh 1968. Đó. Anh Nguyễn Thanh Hải trong giấy là 1972, nhưng mà tuổi thật là 1968. Dạ, như vậy là năm nay là 55 rồi. Dạ. Rồi, tình trạng hôn nhân của anh Hải là như nào? Trước giờ anh chưa có kết hôn dài hết. Ui. Ở vậy từ thời thanh niên tới giờ? Đúng. Cái này Thành Nguyên cũng hơi thắc mắc này, anh chia sẻ cho Thành Nguyên xíu nữa. Rồi. Ngày xưa sao mà không thương cô nào hay sao mà để ở đến giờ này? Nói về vấn đề thương thì cũng không đúng phải không? Mình trai trẻ lớn lên phải có mối tình, nhưng mà lúc đó thì có mối tình đầu. Rồi sau đó anh đi nghĩa vụ. Nghĩa vụ 60 năm đó. Rồi thấy hoàn cảnh mình không có cưới người ta được đó, do hoàn cảnh kinh tế đó. Rồi khuyên người ta có chồng đi. Rồi sau này anh xuất ngũ về thì hoàn cảnh kinh tế gia đình cha mẹ lớn tuổi rồi đau bệnh đó. Rồi mình cứ bước vô lo cái việc kinh tế, lo cha mẹ. Đó. Rồi mình cũng sợ kết hôn rồi kinh tế gia đình mình không đủ điều kiện lo cho người ta thì người ta khổ. Vậy đó. Cứ sợ sợ vậy rồi cứ lo ăn lo làm hoài thì thành ra là cái tuổi nó trôi đi lúc nào cũng không hay luôn ha. Rồi. Dạ. Cứ thời gian nó trôi qua mình lo tại kinh tế gia đình khó khăn đó. Cứ mình lo làm có nhiêu tiền mình lo cho thuốc men cha mẹ. Vậy đó ha. Giờ cha mẹ cũng mất hết rồi, giờ cũng ổn định. Dạ. Công việc của anh Hải là hiện tại anh đang làm gì? Làm bên xây dựng. Làm xây dựng. Cái thu nhập từ cái việc đó có ổn không anh? Nói chung cũng ổn em. Thì nói chung thì công việc đó thì mình thấy mình lãnh được. Mình làm có ăn được thì mình lãnh, còn được thì mình đi làm công. Là mình lãnh luôn. Cái nào mình thấy khả năng mình lãnh được, có ăn được, có lợi được thì mình lãnh. Còn mình nhắm không đủ, không có ấy thì mình đi làm công vậy thôi. Dạ. Hiện tại thì anh Hải đang sống với ai? Anh đang sống với, nói chung thì gia đình anh có 6 anh chị em. Nhưng hiện tại giờ có gia đình hết 2. Giờ còn anh 2 thì cũng lỡ dở. Rồi đứa em út thì chồng chết, để lại 2 đứa con. Mấy năm nay anh mặn anh lo. Đó. Vậy đó hả? Là bây giờ trong nhà là nó có 4 thành viên à? 4 thành viên. Người anh thứ hai thì anh đi làm ngoài Bảo Lộc á. Dạ. Gia đình cũng lỡ dở rồi anh cũng thôi vợ rồi anh đi làm mãi. Còn đứa em thứ 6 thì nó sống làm việc công nhân ở Bình Dương á, chưa lập gia đình. Còn em út thì lập gia đình mấy năm nay rồi, nhưng mà chồng bị tai nạn giao thông chết. Để lại 2 đứa con. Do kinh tế cũng khó khăn nên anh phải mặn, anh phải lo. Dạ, là bây giờ là anh cũng tiếp cho em gái lo 2 đứa cháu nữa. Lo cho ăn học. Dạ. Cũng đủ thứ phải lo nha. Trước đó thì lo cho cha mẹ. Thanh xuân lo cho cha mẹ rồi, bây giờ lại dùng cái tuổi trung niên lại lo cho 2 cháu nữa. Dạ. Sau này mà kết nối thành công được với các chị rồi thì anh tính tương lai cho hai anh chị như nào? Anh lên đây thì anh cũng có coi cái clip của em. Dạ. Phải không? Mấy năm nay rồi. Nhưng mà anh có chọn một người là cô Nguyễn Thị Hiền ở An Giang. Đó. Thì anh lên bày tỏ là muốn kết nối, nhờ em kết nối tình duyên với cô Hiền đó. Dạ. Tại vì anh thấy cô Hiền đó có người phụ nữ có những cái đức tính. Dạ. Phải không? Là có cái tâm đạo đức. Dạ. Có cái tâm thiện nguyện đó. Vâng, thì anh xem thì anh cũng thấy rồi. Nói chung là ngoài cái tấm lòng của chị ra đó thì chỉ có nhiều cái mong muốn khác nữa. Ví dụ như là
Các anh nếu mà có bằng lái thì tốt, còn nếu không thì mình về học à? Hay sao? Cái đó là phải học thôi. Nếu mà sau này mình thống nhất được thì mình đi học, cái chuyện đi học thì nó cũng mau thôi. Thì thấy cô Huyền cũng đưa ra những cái điểm như là không hút thuốc thì anh không hút thuốc. Từ nào giờ anh không hút thuốc. Nhưng mà có bia. Bia rượu thì cái chuyện đó mình làm, mình giao tiếp xã hội mà thì mình cũng vừa phải thôi, chứ không phải là quá chén. Đó cũng như mình trong cuộc sống xã hội mà mình phải giao tiếp thì uống có chừng mực đó. Thì nói vậy thì tánh kỹ càng thì anh rất kỹ. Thì cô Huyền cũng muốn nói là tánh kỹ. Anh rất kỹ. Vâng, thì thành viên cứ ghi nhận cái tâm tư của các anh như vậy thôi. Còn cái chuyện mà cái duyên cái nở như nào á thì sau ngày hôm nay mình mới biết được. Đúng rồi. Thì qua cái kênh của em rồi anh, nếu mà có duyên thì tiếp xúc với cô Huyền rồi mình trao đổi, phải không? Trao đổi, tìm hiểu, nếu mình thấy hợp nhau thì mình đến với nhau thôi, còn không được thì mình cứ là bạn bè thôi. Bởi vì thực tế trên kênh thì mình thương ai mình cứ bày tỏ. Còn cái duyên cái số thì Thành Nguyên cũng nói với anh rồi, đủ duyên đủ nợ thì mình mới đến với nhau, còn nếu không đủ duyên đủ nợ thì không biết anh Hải có mở lòng với những người phụ nữ khác không? Thì trước tiên đây thì với cô Huyền đi, thì nếu sau này không đủ duyên đủ nợ đến với nhau thì anh coi cái kinh của em được cô nào thì anh gọi xin số cô em đó. Đó. Còn trường hợp như các cô sau này mà đến với anh ấy, thì anh mong muốn cái độ tuổi như nào? Thì độ tuổi thì cỡ tuổi anh trở lại thôi, đó, đồng tuổi ngang ngang với nhau trở xuống. Bằng rồi anh đổ về. Về công việc, về điều kiện, về ngoại hình của các cô thì anh mong muốn gì? Vấn đề ngoại hình, điều kiện thì nói chung với chú thì mình là người dân nghèo mà mình đâu có đòi hỏi gì của người ta, phải không? Thì mình chỉ yêu cầu người đó có tấm lòng, có đạo đức, biết sống, biết hiểu với nhau, biết thông cảm, chia sẻ cho nhau là được. Cái điểm mạnh và điểm yếu của anh Hải là như nào anh? Cái điểm mạnh của anh thì nói đi đôi với làm. Là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Đó. Là nói phải thực hành đó. Rồi sống hòa nhã hòa đồng với bà con lối xóm, vậy có cái tâm luôn là cái tâm thiện nguyện, luôn giúp đỡ mọi người. Đó, còn điểm yếu của anh đó là anh dễ mũi lòng lắm, dễ tin người lắm. Thì một khi mà người nào nói hoàn cảnh khó khăn hay vấn đề kia thì anh nghe, là anh giúp đỡ. Đó. Sau này mà kết nối thành công được với các cô rồi thì anh tính hướng tương lai cho hai anh chị như nào? Hướng tương lai á, nếu bên nào mà mình thấy cái điều kiện kinh tế mình làm ăn được thì mình sống bên người đó. Tại vì bây giờ hiện tại gia đình anh thì anh sống với người anh, với hai đứa em gái thì bây giờ nhà nó để lại cho hai đứa em. Nếu điều kiện bên anh có phát triển được thì về bên anh, còn không được thì về bên cô kia thôi. Điều kiện kinh tế mình làm ăn chỗ nào được thì mình ở bên đó. Nói chung thì cái điều kiện bên nào tốt thì mình sẽ tính, đúng không ạ? Ok, thì Thành Nguyên cứ biết như vậy đi. Bia rượu này kia nọ thì nói chung là anh có thể giao lưu được. Nhưng mà cờ bạc thì không. Không, thì có không. Tuyệt đối ha. Nói vấn đề cờ bạc là trước giờ anh rất kỹ cờ bạc. Tại vì anh thấy vấn đề nó không có tồn tại. Bởi vì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cái tương lai của mình sau này cũng khá là nhiều đấy. Tới hạnh phúc hôn nhân là nó phức tạp lắm. Thành Nguyên cứ hỏi những ý chính như vậy. Còn anh Hải mà có cái tâm tư, nguyện vọng gì muốn chia sẻ nhiều hơn nữa thì anh cứ chia sẻ cho Thành Nguyên nghe thêm. Thì anh có tâm tư, nguyện vọng gì nè. Nếu mà cô Huyền á coi được cái clip của anh á thì mong rằng tại vì anh muốn đến với cô Huyền là vấn đề là
mình đồng cảm với nhau, tại những giữa anh với cô Hiền có những cái điểm chung giống nhau đó. Anh muốn gắn bó với cô Hiền để chia sẻ cho nhau những cái chuyện buồn vui, lo lắng cho nhau trong cuộc sống còn lại sau này thôi chứ đó. Yeah. Ok, đây cũng coi như là một cái lời gửi gắm đến riêng cho chị Hiền ha, để chị yên lòng đúng không? Vâng. Kính thưa quý vị thân mến, thì những gì anh Nguyễn Thanh Hải đến từ Chợ Mới An Giang chia sẻ thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây, và những gì cần hỏi Thành Nguyên cũng hỏi rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây nhé quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên. Rồi, anh Hải có cái điều gì đó muốn nhắn gửi thêm cho chị Hiền cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều trước khi Thành Nguyên tạm dừng lại không? Thì lời cuối thì tôi mong rằng cô Hiền coi được clip này để cho mình cái tiếp xúc với nhau rồi tìm hiểu với nhau. Yeah. Nếu mình hợp với nhau thì mình đến với nhau cùng lo lắng cho nhau suốt quãng đời còn lại, còn không được mình vẫn là bạn đó. Yeah. Thì lời cuối thì cũng cho mình gửi lời kính chúc tất cả bà con chú bác trên cộng đồng mạng là chúc sức khỏe và an lành hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, Thành Nguyên cũng chúc anh Hải thật là nhiều may mắn, thành công cũng như là sớm ý tung nhân mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Rồi. Chúc anh trên đường về vạn sự bình an. Chào Thành Nguyên.